Ngày 30 tháng 10, Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ xô xát sử dụng hung khí trong một gia đình tại xã Nhân An, thị xã An Nhơn khiến 3 người thương vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại thôn Háo Đức, xã Nhân An. Đối tượng Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, bất ngờ dùng dao chém vào cha, mẹ ruột và anh ruột của mình. Hậu quả người cha tử vong tại chỗ, anh trai được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã An Nhơn nhưng cũng tử vong do bị nhiều vết chém, chấn thương nặng. Người mẹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu. Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường tạm giữ đối tượng Cường. Theo người dân địa phương, đối tượng Cường có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên tâm lý thường bất ổn.